Thưa quý vị, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, Tập đoàn Nam Long đã tổ chức lễ động thổ nhà hữu nghị Việt-Nhật, đồng thời phát động trồng cây rừng di sản tại khu đô thị tích hợp Waterpoint Bến Lức, Long An, mang đậm dấu ấn hợp tác giữa hai nước. Nhà hữu nghị Việt-Nhật có diện tích gần 7.000 m² tọa lạc bên trong phân khu Central Park, khu đô thị tích hợp Waterpoint, được thiết kế bao gồm nhiều khu vực đáp ứng đa dạng về công năng, nhà hàng, khu triển lãm, các tiểu cảnh mang đặc trưng văn hóa Việt Nam và Nhật Bản. Không chỉ phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần cho 30.000 gia đình tại Waterpoint nói riêng và cộng đồng người dân tỉnh Long An nói chung, công trình này còn là biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản. Tôi cảm thấy rất là tự hào khi buổi triển lãm này và cái sự kiện này đã được tổ chức ngay tại thành phố bên sông Waterpoint. Và cái thành phố bên sông Waterpoint này là một cái dự án đã được hợp tác giữa Nam Long và đối tác Nhật Bản, đó là Nishi Nippon Railroad. Và chúng tôi cùng hợp tác với nhau đã hơn 8 năm và đã thể hiện được nhiều thành công trong cái mối hợp tác đó. Ngay sau khi chính thức động thổ nhà hữu nghị Việt-Nhật, các đại biểu cũng đã chính thức phát động trồng cây rừng di sản tại phân khu Central Park Waterpoint. Theo quy hoạch, rừng di sản có diện tích lên đến hơn 20.000 m², mô phỏng các khu rừng thiên nhiên với cao độ hợp lý, cùng hàng trăm loại cây xanh và nhiều không gian mở khuyến khích vận động ngoài trời, kết nối cộng đồng vì mục tiêu phát thải ròng bằng không Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam. Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, tại khu đô thị tích hợp Waterpoint cũng diễn ra triển lãm văn hóa Việt-Nhật với nhiều gian hàng đặc sắc.